Hôm nay mình sẽ chia sẻ món miến sợi to nhé, cách nấu theo kiểu của người miền núi nhé. Vì mình xem người ta nấu rất là đơn giản nhưng ăn rất là ngon ấy, đặc trưng ấy. Để nấu cái này thì mình sẽ dùng cái măng. Ở đây mình dùng măng khô và măng sợi này mình ngâm, sau luộc qua đi, rồi mình rửa sạch để mình nấu canh nhé. Vì là ngâm rồi cho nên luộc nó rất là nhanh được. Vì là măng sợi cho nên nó rất là nhanh chín thôi. Khi mà xong rồi ấy, thì mình sẽ mang đi mình nấu với nước xương linh này, ninh trước xương và cho măng vào mình nấu cùng, nêm liếm gia vị cho vừa, muối, hạt lêm, nước mắm, bột ngọt. Sau khi mà măng được thì mình sẽ thả miến vào. Miến thì mình chỉ cần rửa sạch thôi và mình nấu khoảng 10 đến 15 phút tùy theo chúng ta muốn ăn dai đến mức nào. Vì cái miến này thì có cái đặc trưng là nó sẽ không bị lát, không bị nhũn, cho nên chúng ta nấu lâu hay là ăn lẩu nó cũng không ảnh hưởng gì. Đây mình cứ tính là 10 phút là sau mình bắc ra, và khi ăn ăn nó lở thêm và nó cũng không hề bị bở nhá. Thế nên cái miến sợi to này là có cái đặc điểm như vậy. Và mỗi người chỉ cần 5 đến 6 cái thanh miến này là cũng có thể no bụng rồi. Vì nó khi mà nó lở lên nó rất là nhiều các bạn ạ. Và các bạn cũng có thể ăn thử cái món miến sợi to này nếu mà bạn nào chưa từng ăn ấy, vì nó có những cái ngon riêng ấy của cái miến này, và ăn thì nó không hề bị lát. Ăn dai giòn, ăn dai rất là ngon ấy. Sợi ấy, nó ngon. Và khi mà lẩu nó chín rồi thì mình cho thêm một chút nước mắm và một chút bột ngọt cho nó thơm, rắc thêm rau mùi và hành lá lên là mình có được một bát canh măng miến. Đây là mình ăn nhiều măng thì mình cho nhiều măng, còn các bạn ăn nhiều miến thì cho nhiều miến. Vì nhìn miến như này thôi nhưng mà khi nở lên nó rất là nhiều nhá các bạn nhé. Nhà mình hai người ăn nên mình chỉ nấu như thế này thôi. Và khi mà chín thì mình sẽ cho ra bát và cho thêm nước măng, nước miến, nước măng với cả măng cả xương ninh lên là mình có rồi. Ở đây mình ninh bằng xương heo nhé, xương lợn ấy. Đấy, khi mà xong thì chúng ta múc măng cả hành rau mùi lên trên và thêm ít xương nữa là được. Mình có bát canh măng miến vừa ngon vừa hấp dẫn và nấu đúng theo kiểu miền cao, nó rất là ngon. Mà đặc trưng của cái măng ngâm này, măng khô này. Bây giờ mình đã chia sẻ xong món canh măng miến ở đây ạ, măng sợi to, miến sợi to đấy. Bây giờ mình dừng cái clip này ở đây ạ.